Sáng dậy miệng nói 7 câu này, ắt hạnh phúc bình yên. Bạn thân mến, trong cuộc sống, ta thấy những người thành công, giàu có luôn có một phong thái rất riêng biệt. Đó là một khí chất tràn đầy tự tin, là ánh nhìn trực diện, không lảng tránh, là sự chắc chắn và dứt khoát trong lời nói lẫn hành động. Nhiều lúc nghe những điều họ nói, ta cảm tưởng như tương lai rạng rỡ đang hiện hữu ngay tại giây phút này. Và những thành công đối với họ như thể là điều chắc chắn, không gì thay đổi được. Cũng giống như những người luôn bình thản, an yên với cuộc sống, ở họ thiếu vắng hoàn toàn những lời phàn nàn, chê trách và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lời họ nói ra có thể không ồn ào, đao to búa lớn, nhưng họ biết chắc chắn rằng cuộc sống an lạc nằm trong tay mình, vận mệnh đẹp đẽ là do mình tạo ra chứ không nằm trong tay kẻ khác. Bạn có thể cho rằng họ trời sinh giỏi giang, lại gặp quý nhân phù trợ, tổ tiên phù hộ, mà tóm lại là tốt số nên mới nói hay làm được như vậy. Như bạn có biết, bí quyết của những người thành công và hạnh phúc đều bắt nguồn từ những lời khẳng định lặp đi lặp lại trong tâm thức của họ. Và họ sẽ dành những khoảng thời gian nhất định trong ngày để thực hành khẳng định những lời đầy may mắn đó. Như một lời chúc phúc cho chính bản thân mình với một niềm tin mãnh liệt không gì lay chuyển được. Sau đây chính là 7 lời khẳng định tuyệt vời như vậy. Hãy nói những lời này vào mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc. Trước khi xuống giường, chỉ một vài phút tự nhắc lại với bản thân, bạn sẽ biết tại sao chìa khóa của hạnh phúc và thành công lại nằm trong tay chính mình. 1. Tôi biết ơn vì được thức dậy thêm một ngày mới, được hít thở bầu trời, không khí trong lành. Một số mẫu câu tương tự bạn có thể nói thêm như: tôi biết ơn vì thức ăn, nước uống, không khí mỗi ngày. Tôi biết ơn vì những cảnh đẹp tôi luôn được ngắm nhìn. Tôi biết ơn vì công việc tôi đang có, giúp tôi nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình. Bạn có thể sẽ bật cười vì những câu nói có phần hơi ngớ ngẩn này. Đặc biệt là nếu bạn sống trong một thành phố đông đúc ô nhiễm, nơi mà bầu trời luôn mịt mù khói bụi và chỉ số PM2.5 vượt ngưỡng cho phép thường xuyên, thế thì đào đâu ra bầu không khí trong lành? Nhưng đừng bi quan như vậy, hãy nhớ đến những người gặp bệnh tật về phổi. Cảm giác của họ như bị bắt thở thông qua một chiếc ống hút, không phải chỉ vài phút mà là hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Vậy bạn đang ở trên giường êm ấm, được mở mắt chào đón bình minh ngày mới, được hít thở như một lẽ tự nhiên, chẳng gì ngăn cản được. Vậy tại sao bạn lại coi thường giây phút mình đang khỏe mạnh, bình yên như vậy? Hãy tỏ lòng biết ơn, dù bạn không phải là kẻ sùng đạo với bất kỳ sự nhiệm màu nào đang cho phép bạn được sống thêm một ngày trên cõi đời này. 2. Tôi là người hạnh phúc, cuộc sống của tôi ngập tràn những niềm vui, tiếng cười và sự hân hoan phấn khởi. Một số mẫu câu khác như: cuộc sống của tôi thật diệu kỳ, mỗi ngày đều tràn ngập với thật nhiều phép màu, tôi có cuộc đời thật hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười, vân vân. Sẽ thật khó khăn cho bạn nếu có thể nói ra câu này từ tận trái tim khi mà cuộc sống của bạn đang bế tắc, chồng hoặc vợ khiến bạn khó chịu mỗi ngày vì xung khắc, con cái chẳng nghe lời khiến bạn bất lực, công việc liên tục trục trặc chẳng đâu vào đâu, cha mẹ già ốm nặng, bệnh tật là gánh nặng của bạn. Chẳng ai có thể chia sẻ với bạn những áp lực đè nặng mỗi ngày và bạn thì ngày nào cũng phải cắn răng gạt nước mắt để bước tiếp. Bạn có từng nghĩ rằng những điều không hay xảy ra với bạn cứ như một vòng lặp vô tận, vô hạn, đến rồi lại đi, đi rồi lại quay lại trong một hành trình thái khác, đi rồi lại quay lại trong một hình thái khác, mức độ khác. Bạn có nghĩ chính thái độ tiếp nhận và nhìn nhận mọi sự việc trong cuộc sống của bạn quá tiêu cực nên bạn cũng vô tình thu hút những thứ có cùng một cảm xúc đến với bạn liên tiếp? Bạn biết đấy, hai cục nam châm khác dấu sẽ hút nhau. Đó là bởi vì khi đó, hai cực của nó sẽ cùng chỉ về một hướng. Ngược lại, khi hai cục nam châm cùng dấu, hai cực của nó đối nhau và kết quả chúng sẽ đẩy nhau ra. Cuộc sống của chúng ta vận hành tương ứng hoàn hảo với quy luật hút đẩy của hai mẫu nam châm. Hễ bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ phát ra cảm xúc tiêu cực. Còn ngược lại, bạn nhìn nhận mọi thứ lạc quan, bạn sẽ phát ra cảm xúc hứng khởi và thế là cuộc sống sẽ ban tặng cho bạn những câu chuyện cùng chí hướng để bạn trải nghiệm nhiều hơn thứ cảm xúc tương đương. Vì vậy, chẳng có gì khác ngoài việc bạn phải tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân và việc dễ dàng nhất là tập khẳng định đầy hân hoan vào mỗi ngày. Tôi đang sống trong hạnh phúc ngập tràn, bất chấp thực tại đang tàn nhẫn với bạn như thế nào. Điều dễ dàng này bạn còn không làm được thì tất nhiên cuộc sống sẽ trả cho bạn những điều bạn không xứng để có được. Đơn giản vậy thôi. 3. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi toàn tâm toàn ý.
Phải thừa nhận một điều là trước khi bắt tay vào làm việc gì, kết quả đã có thể phân định trước thông qua chính thái độ của bạn. Ngay từ đầu, nếu bạn run sợ và không tin tưởng rằng mình làm được thì đến 99% đã cầm chắc thất bại. Ngược lại, nếu bạn có một sự chuẩn bị tốt với 100% nỗ lực, 100% lòng tin và 100% mong muốn ngày đêm nghĩ về điều đó thì 99% bạn sẽ thực hiện được. 1% còn lại dành cho thầy may mắn định đoạt. Việc lặp đi lặp lại lời khẳng định này mỗi sáng như là một sự đóng đinh vào trong tiềm thức của bạn rằng chắc chắn bạn sẽ làm được những điều bạn thực sự mong muốn. Và có thể nói, sức mạnh của tiềm thức là thứ chúng ta thường không nhận thức được, nhưng giới hạn của nó cũng là thứ ta không thể tưởng tượng được. Có được thứ sức mạnh này, bạn sẽ gần như được hỗ trợ tuyệt đối bởi khả năng biến giấc mơ thành hiện thực mà thế giới tiềm thức sở hữu. 4. Tôi là người nhân ái, trái tim tôi đầy ắp tình thương với vạn vật. Ngoài khẳng định điều này, bạn cũng có thể thêm một số câu có hàm ý tương tự như tôi tử tế, rộng lượng và yêu thương, tôi dũng cảm, tôi luôn yêu thương, suy nghĩ tích cực và hạnh phúc, v.v. Những lời nói khẳng định những trạng thái hoặc mặt tính cách tích cực mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu. Không phải ngẫu nhiên mà Đạo Phật xem tình yêu thương từ bi là sức mạnh tối cao để có thể chạm tay vào cõi Niết Bàn, thậm chí có khả năng xoay chuyển càn khôn. Người sở hữu lòng từ bi luôn khiến cho bầu không khí xung quanh họ được lan tỏa trong một sự dễ chịu, hài hòa và an ổn khó nói nên lời. Trong cuộc sống, người ta có thể thù ghét bạn vì bạn là một người tốt, được nhiều người yêu mến, nhưng người ta sẽ ít có động cơ làm hại hay căm ghét một người có lòng từ bi vì đơn giản đối với họ, người từ bi đem đến cho họ cảm giác an toàn, được yêu thương. Quả vậy, tình yêu thương có sức mạnh cảm hóa vạn vật, chữa lành mọi nỗi đau. Chính vì vậy mà nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein từng viết trong lá thư gửi con gái của mình rằng tình yêu là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận về. Tình yêu là trọng lực bởi vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn. Tình yêu là sức mạnh bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có, cho phép con người không đắm chìm trong sự ích kỷ mù quáng. Tình yêu gợi mở mọi vấn đề. Vì tình yêu mà chúng ta sống rồi chết. Tình yêu chính là Chúa và Chúa cũng chính là tình yêu. Năng lượng đặc biệt này giải thích tất cả mọi điều và gieo ý nghĩa vào cuộc sống. Chúng ta đã bỏ mặc nó quá lâu, có thể vì chúng ta sợ phải yêu, do yêu là năng lượng duy nhất trên đời con người không điều chỉnh được. Và ông cũng có một phát biểu nổi tiếng khi còn sống rằng nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại đấy, sẽ là Đạo Phật. Bạn nghĩ vì sao một nhà khoa học thuần túy làm khoa học suốt cả cuộc đời như thiên tài Einstein lại tôn sùng Đạo Phật và đưa ra quan điểm về tình yêu thương như là sức mạnh vô hạn như vậy? Câu trả lời này xin phép dành riêng cho bạn tự chiêm ngẫm. 4. Tôi chọn cách tha thứ cho người khác với bất kể những sai lầm nào của họ đã làm. Một trong những cảnh giới cao nhất của đời người là yêu thương cả kẻ thù và tha thứ cho tất cả những ai gây ra tổn thương cho bạn. Vậy nên trong hàng tỷ người với không biết bao nhiêu kiếp, chỉ có số ít mới chứng được thành Phật. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn thoái lui, từ bỏ ngay từ khi bắt đầu. Đường xa vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Nếu bạn không bước đi, bạn sẽ chẳng bao giờ đến được. Hãy tập tha thứ bao dung cho tất cả mọi người, mọi vật xung quanh, từ việc nhỏ nhất dần dần đến việc lớn hơn. Từng chút một, bắt đầu từ một lời nói lặp đi lặp lại mỗi ngày và bạn sẽ hiểu sâu sắc ý nghĩa câu nói Phật tại tâm. 5. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó và lý do lớn nhất là làm cho tôi trưởng thành hơn qua mỗi vấn đề. Một số mẫu câu tương tự khác nhau như tôi biết rằng những thách thức là để tôi tốt lên mỗi ngày. Tôi chấp nhận bản thân mình dù đôi khi tôi mắc phải những sai lầm. Tôi hiểu rằng chẳng có khó khăn nào là vĩnh viễn và tôi luôn vượt qua chúng bằng năng lực của mình. Khi nói lên điều này, bạn sẽ thêm một lần khẳng định rằng bạn không quản ngại khó khăn vất vả và bạn có niềm tin vững chắc rằng vấn đề rắc rối cỡ nào mình cũng có thể giải quyết, đồng thời còn học hỏi từ chúng. Một người mà cuộc đời chẳng có va vấp gì cũng chẳng bao giờ trưởng thành được. Vì vậy hãy luôn biết ơn cuộc sống đã đưa đến cho chúng ta những bài toán để chúng ta tìm cách giải. 6. Cơ thể tôi là trọn vẹn và hoàn hảo. Một số mẫu câu tương tự như tôi rất khỏe mạnh và tôi yêu cơ thể mình rất nhiều. Tôi sở hữu một cơ thể tràn đầy sinh lực, không bệnh tật nào làm phiền được tôi.
Sức khỏe là món quà vô giá, nhưng thời hạn sử dụng lại hữu hạn. Sẽ tới lúc cơ thể này dừng lại, nhưng trong phần lớn trường hợp, ta được phép chọn lựa mức độ sức khỏe của mình như thế nào. Việc khẳng định sẽ tạo cho bạn một tâm thế đầy hứng khởi, lạc quan, không lùi bước trước bệnh tật hay tuổi tác, và tạo động lực mạnh mẽ cho bạn hướng đến lối sống ưa vận động, chăm tập thể dục thể thao. Có sức khỏe bạn mới có thể chinh phục được mọi mục tiêu trong cuộc sống. 7. Tôi đang trên con đường tạo ra sự giàu có tuyệt vời. Một số câu tương tự bạn có thể thêm vào như: tôi là người giàu có, tiền rất dễ kiếm được, tôi có cuộc sống thịnh vượng bởi tôi luôn cho đi rất nhiều và nhận lại được rất nhiều. Sự thành công luôn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Có thể bây giờ bạn chưa giàu có, nhưng việc khẳng định rằng mình đang rất sung túc, dư giả và tưởng tượng ra cảm giác mình đang là một người giàu có là như thế nào. Tất cả sẽ là những viên gạch đầu tiên giúp bạn xây dựng nên cuộc sống thịnh vượng của mình. Bạn sẽ không thể thành đạt nếu không có niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ thành đạt vào một ngày nào đó. Hay là nhà giả kim của chính mình, bắt đầu từ mỗi câu nói đầu tiên lúc bình minh ló dạng. Hãy tự tin vào chính mình. Khi tin tưởng vào bản thân mình, rằng thành công hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn và dám hành động theo niềm tin đó, cuộc sống của bạn cũng sẽ dần chuyển biến một cách kỳ diệu. Bạn sẽ khám phá ra rằng vũ trụ sẽ luôn hướng dẫn và hỗ trợ bạn. Cả trong ý thức và tiềm thức, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những cơ hội mà trước đây chưa từng nhìn thấy. Ngay bây giờ là lúc để bạn đặt nền móng cho những bước đi đột phá trong tương lai. Hy vọng những gì chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bạn trên hành trình phát triển bản thân và học cách tin vào chính mình.